Làm thầy làm thợ thì nuôi được vợ, ở đợ làm công ăn lương thì nuôi được bản thân. Phi thương thì bất phú, phi nông thì bất bần. Không kinh doanh, không làm giàu. Đó là cái câu nói mình khuyên các bạn. Làm thuê, làm mướn với những cái đồng lương thì có thể giúp cho chúng ta có được một cuộc sống tạm gọi là ổn định. Nó ổn định vậy thôi chứ thật sự là nó không ổn định đâu các bạn. Bản thân mình tại sao hồi xưa từ một người làm thuê mình bước sang kinh doanh? Tại vì cũng lý do đó các bạn. Thì mình biết được với những cái đồng lương mà mình nhận hàng tháng nó chẳng thấm vào đâu cả. Và mình thấy được những cái người mà họ thành công thật sự trong xã hội này là họ bắt đầu là những người chủ, cho dù là nhỏ hay lớn gì đó, họ bắt đầu từ những người chủ, những người kinh doanh. Người ta giao thương với nhau, người ta kinh doanh, người ta start up. Thì nếu như bạn nào có một mục tiêu rõ ràng, có thể mạnh dạn được chưa, thử sức hoặc là bước đi với cái lựa chọn làm chủ hoặc là cái khởi nghiệp gì đó của các bạn. Nhưng mà riêng bản thân mình á, thì mình ủng hộ điều đó. Đừng sợ thất bại các bạn, cứ tiến tới.